sắp tới mình sẽ nộp đơn vào nhà hàng lớn tại Úc. Mình đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến đầu bếp, nhà hàng khách sạn, bếp bánh, meat processing, đã từng đi làm nhiều năm trong nghề với kinh nghiệm dày dặn. Bây giờ muốn có tấm bằng nghề, cao đẳng của Úc trong lĩnh vực này, nhưng nếu đi học lại từ đầu thì rất vất vả. Chưa kể hàng ngày còn phải đi làm theo ca, làm sao mà thu xếp đi học được chứ? Hai thế này thì làm sao để có bằng cơ chứ? Chúng tôi đã hơn 1 năm trong nghề, chúng tôi vẫn yêu nghề này lắm lắm. Vậy giờ muốn có cái bằng để có thể kiếm được công việc tốt hơn tại các công ty lớn hoặc mở shop kinh doanh thì phải làm sao ta? Có cái bằng trong tay rồi thì chắc chắn chân trời mới đang chờ chúng tôi đó. Thử đi hỏi mọi người xem có cách nào không? Không chỉ có mình anh đang cần chuyển đổi kinh nghiệm đâu. Chúng tôi cũng vậy. Wow, đã có cách rồi. Nào hãy cùng đi đến gặp Misa Nguyên APL xem sao. Bạn có kinh nghiệm nhưng bạn chưa có bằng cấp. Bạn sợ mỗi khi phải đến trường và làm cả đống bài tập. Chúng tôi sẽ giúp bạn. Không cần đi học, không cần đi thi, không cần làm bài test. Hãy nhanh chân liên hệ với chúng tôi và có ngay bằng cấp. APL là quá trình chuyển đổi kinh nghiệm làm việc, kiến thức, kỹ năng tay nghề của bạn trước đây sang bằng cấp. Thông qua việc đánh giá tay nghề, kỹ năng, phỏng vấn và cung cấp chứng cứ, thông tin liên quan cho trường chúng tôi, bạn đã có thể đủ năng lực để sở hữu một tấm bằng nghề hoặc cao đẳng chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Úc. Những ngành nghề chúng tôi có thể giúp bạn bao gồm Nail, Tattoo, Eyelash, Hairdressing, Infection Control, Beauty, Baking, Hospitality, Commercial Cookery, Patisserie, Meat Processing, Child Care, Age Care, Education Support, Painting and Decorating, Floor Tilling, Shop Fitting, Plumbing, Carpentry, Waterproof, Welding, Cleaning. Hãy nhanh chân ghé qua văn phòng chúng tôi Training and Skill Certified để được hướng dẫn cách không cần đi học mà vẫn có bằng nghề, bằng cao đẳng nhé. Misa Nguyên 0405837390.